cái bông ở trên là có bông Việt Nam à? À, bông ghép của tất cả các nước. Là để đẹp, rồi những cái dáng nó là nó không có xè quá gọn. Còn có người ta không cần đế, ta chỉ cần bông tàn tán cho bự là xin chơi là người ta chịu. Không giống như những khách này nè là ta không cần đế nè, khách đang bán là cả trăm cây là ta không cần đế, ta chỉ cần bông chứ tàn là ta thích à. Tàn dày với bự ha. Rồi, là ta thích thôi chứ không có cần đế. Còn những người nó đế ta lựa khó lắm. Ta không cần tàn chứ nên ta lựa dùng 5-30 cây, ta lựa đi tối ngày luôn, đi theo nó xỉu. Ghê lắm. À, đế thì nó có nhiều cái hình hài kiểu này kiểu kia ha. Nó vẫn quẩn nữa, dặn nữa. Nó mệt lắm. Ta là lựa tàn vậy mà nó khỏe ha chú. Tàn dày cái là lụm. Chỉ mình lấy rồi. Mà không tỉ lắm, ông xách cái cây lên ông lăn vòng coi thế má sao. Ủa vậy luôn hả? Ừ. Cây lên nó xây cây coi sao thế tao ta mới chịu. À đúng cái dáng này đúng dáng kia rồi đó ha. Ồ. Không phải như mua cây này đâu, không như mấy cách này ta mua với bán tàn thôi à. Dạ. Ồ vậy là mấy ông mà lựa đế là thấy là quải chà đậu hay chú? Quải lắm, mệt lắm, xem ông mệt lắm. Sao mà ông chuyển cây, sao mà ông chuyển cây đi theo hoài, hỏi cái này giá nhiêu, cái kia giá nhiêu, mình xa lấy cây, xa lấy cây theo cũng chết luôn. Bởi vì khi bỏ ăn thêm mấy ông. Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Ủa, mình nhiêu vẫn chạy chục cây à, mà đi vậy đó. Như cái vụ mình đi chỗ clip cái mò thấy cây kia, hỏi cây này nhiêu. Cái xây cái lắc đầu, báo giá lắc đầu. Ông chú ông chia sẻ thấy mắc cười chú. Để cho bộ đâu thấy ăn đâu, bởi vì khi chưa ăn cơm trưa cho nắng chết mẹ luôn, đi thấy móng người tới 1 giờ cứ bỏ ăn luôn. Uống nước không à? Là không vô. Mua được nhiêu chứ. Dạ. Dạ mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Thì video hôm nay khác với những video trước là em chia sẻ về cái khung cảnh con đường làng Hoa Sa Đéc đó. Video hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn một số hình ảnh về làng Hoa Giấy Tân Dương nha. Làng Hoa Giấy Tân Dương này thì thuộc huyện Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp, cũng giáp ganh với Sa Đéc đó cô chú anh chị các bạn. Ở đây là vườn Hoa Giấy Tâm nha cô chú anh chị các bạn. Đây có để số điện thoại và địa chỉ luôn nè. Ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Dung. Ở đây cũng như là thiên đường hoa giấy luôn nè cô chú anh chị các bạn. Em thấy ở đây là hoa giấy mà cẩm thạch tím là rất là nhiều nha. Ở đây thì cũng có mấy chị này vô đây mua đi bán lại đó. Đi theo mấy chị này học hỏi kinh nghiệm lựa hoa giấy thôi. Cô chú anh chị các bạn nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh, chia sẻ video để khích lệ tinh thần em cái nha. Cho em có nhiều động lực để em chia sẻ những cái video về làng hoa cho cô chú anh chị các bạn xem. À, lựa làm sao đâu, chia sẻ tí xíu về cách lựa hoa giấy cho bà con cô bác. À, cái này là gốc ha. Ừ, con này là tàn. À, tàn nè cô chú. Tàn nó dày, nó tròn, đều là ok nè. À, còn cái gốc thì mình coi làm sao ha. Mình coi nhìn cho nó dày, nó của mình thôi. Đi theo ý thích của mọi người. À, nó có ngoằn mèo với theo ý của mình thôi ha. Do mình thích cái nào. À. Alo, chị nghe. Tàn lá dày, bông nhiều là ok. Như vậy là nó mới lên nè, nó chưa nở nè, thấy không? Ừ. Giống như vậy nè, nó mới là chừng nào nó nở thè lè ra luôn, nó mới tàn. Cái này là đang búp lên nè, nó chưa nở nhị nè. Thấy không? Là ừ. Nó sẽ đi bông chiền, những cái nhánh này là nó sẽ tự rụng.
nó sẽ lên những cái bông khác. Cái cẩm thạch tím nó cũng vậy luôn. Ở ngoài đó là cẩm thạch tím, còn cái này là cái gì? Cái này là cẩm thạch tím tiết. Ờ, tím tiết. Tím tiết, cái là cái bông nó là màu tím tiết. Yeah. Nhưng mà cái lá nó là lá cẩm thạch. À. Còn cái hàng này là tím. Tím siêu bông, cái lá nó cẩm thạch mà tím nguyên bản của nó nè. Siêu bông. Dạ. Yeah. Nó cũng đang chuẩn bị nở nè, nó chưa có nở hết nè. Yeah. Cái này là cũng cẩm thạch nhưng mà lá xanh, cái lá của nó nè. Nhiều dòng lắm. Nhiều dòng lắm hả chị? Còn cái thằng này là cẩm thạch lá lớn. À. Cẩm thạch lá lớn màu tím nè. Cẩm thạch lá lớn, cái lá nó có gân 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 nè. À, cái lá có màu cẩm thạch đó ha. Đúng rồi. Nhưng mà cái lá mà lớn, lá to. Đúng rồi. À, cái này là chưa nở nhiều ha. Cái này là nó chưa nở nhiều, nở nhiều cái hàng trước đó. Dạ. Yeah. Cái hàng trước nó đang nở thôi, cái này nó. Nếu mà tính về qua giấy không là thì khoảng có bao nhiêu loại ha chị? Nhiều lắm, không tính nổi đâu. Chắc có mấy trăm loại quá. Cái này là thằng trắng đây nè. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Thằng ghép da. Ghép vô đó ha. Đúng rồi, ghép vô. Trời ơi. Tím quế. Chị chủ vườn mà chị nói là rất là nhiều luôn, không có thể mà nào không mà. Không có thể mà tính nổi đâu. Không tính nổi luôn hả? Như nhà vườn mà hiện bây giờ bao nhiêu giống còn chưa biết được mà nó ra rất là nhiều, nó đâu có biết được. Có. Đại khái là những cái giống nào nó siêu bông. Nó không đeo bông thì mình đu, còn những cái dạng như là nó đu bông như cái thằng đó đó. Dạ. Yeah. Là bây giờ hiện là vườn không có ghép nữa. Dạ. Yeah. Nó xuống bông nó rất là xấu, nó không có tự rụng. À. Cái thằng đó là nó sẽ tự rụng bông, nhưng mà cái thằng này nó xuống là nó như vậy nè. À. Nó không rụng bông. Nó ố ố vậy hoài đó hả? Đúng rồi, nó mới là nó như vậy nè. Nó mới là nó nè, như vậy. À. Đúng không? Mà khi nào mà nó xấu là nó khi nào mà nó xuống như vậy luôn, nhưng mà nó vẫn đeo bông, nó không rụng nè. Nó không rụng ha. Nó mình chắc cực cái vậy đó. Đúng rồi, nó chắc. Nhưng mà mình vậy là mình phải lặt. Mình phải lặt. Còn cái thằng này nó tự rụng mà sẽ tự lên. À. Nó tự rụng, nó tại sẽ tự lên, mình không có còn mà lặt bông như cái đó. Qua giấy này em nghe nói có qua giấy Mỹ nữa phải không chị? Đây, qua giấy Mỹ đây. Cái này là cái gốc, cái đế giấy Mỹ. À. Toàn bộ là đế giấy Mỹ hết. Đây cái qua giấy Mỹ đây. À. Mình ghép vô cho nó đủ giống, nhưng mà cái thằng này á làm cái mâm xôi như là cái cúc mâm xôi nó rất là đẹp. Yeah. Nhưng mà cái thằng này nó không có chuộng bằng cái cẩm thạch tím, những cái thằng ghép thì nó chuộng hơn những cái thằng này. À. Thằng này người ta vẫn làm, nhưng mà giá thị trường thì nó không có cao. Yeah. Giá thị trường nó đâu có cao đâu. Là cái giá lại nó kiểu dạng cái này á, ghép thì nó ưu chuộng hơn, đủ màu đủ đa sắc. Ừ. Cái giấy Mỹ đó là cũng như giá nó không bằng cái đúng giấy rồi bên đây hả chị? Nó là nguyên zin của nó đâu bằng, nó không có giá bằng. Nhưng mà cái bộ gốc của người ta, cái bộ gốc Mỹ là toàn bộ là bộ gốc vậy hết. À. Nó có hình hài, còn những cái thằng mà giấy thường, hiện giấy thường ở vườn em không có luôn. Bé ơi, à. Gốc thì nó xung đột rồi, mày tính sao đây? Không có gốc đâu. Không có gốc, nó xung đột rồi. Là cái thằng này là thằng dưa hấu, ghép dưa hấu nè. À. Cái bông dưa hấu á. Ừ. Nhưng mà nó tới 3 màu lắm. Ừ. Mà hiện vườn em thì em chỉ ghép một màu thôi. Ở đây là toàn bộ là cái gốc là giấy Mỹ hết trơn ha. Gốc giấy Mỹ hết. Nhưng mà phía trên là mình ghép. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Nè cái mắt ghép nè. Yeah. Mình ghép cái bo vô. Là nó sẽ tự liền, là mình nó tự liền là vô cái thân luôn. Dạ. Yeah. Đúng không? À. À, ha. Cái gốc của giấy Mỹ thì nó hình hài này kia kia nọ đẹp ha chị, người ta chuộng ha. Còn cái thằng giấy thường á là nó chỉ xung được lên như là cái cây lên thôi, nó không hình hài hết. Dạ. Yeah. Tím quế. Ồ, tím tím mà có quế rồi tím quế. Tiết rồi tím gì nữa. Tím siêu bông. Tím siêu bông nữa hả? Trời ơi quá trời nhiều luôn rồi. Rồi siêu bông nè. Tím siêu bông. Gajita. Trời ơi quá trời nhiều luôn rồi. Đa số là từ trên 50 loại đó. À. Nhưng mà đa số những cái hàng nào mà nó rụng bông thì mình cho nó đi theo hàng thôi, chứ giữ như mình ghép nuôi bông nè. Bông nó không rụng đó là mình không có chơi nó. Dạ. À. Cái cây này 2-3 loại bông. Hồng răng nè. Hồng răng hả? Ừ. Trời ơi, vàng đủ thứ loại hết trơn ha. Ghép da.
Ồ, chị làm vườn chị nhìn chị biết chứ em nhìn vô em không có biết gì hết trơn. Chưa chắc gì bà biết hết nữa. À, cái người mà mua đi bán lại chưa chắc gì biết nữa ha. Thì đa số những cái giống mới thì đi thôi. Đó, cái thằng đỏ đó là thằng đuôi cáo đó. À, phía đây là đuôi cáo rồi ha. Có mấy cây đỏ là đuôi cáo. Rồi thì rút lấy cho. Rút lấy cho. Rồi xong chưa? Có loại màng phủ kia thì nó không có bị lấp. Ừ. Ôi ôi, ở đây là khoảng bao nhiêu chậu lần hả chị? Mấy nghìn chậu. Mấy? 5-6 nghìn chậu, tại hiện giờ thì khoảng 5-6 nghìn chậu. À. Em bán bớt rồi, tại vì cái phần này á là nó ghép không phải là 1-2 tháng nó bán, ghép cả năm trời mới bán được, nó có tàn để bán. Dạ. Chứ bộ nghĩ một cái nhánh như vậy ghép vô thân rồi nuôi đâu phải 1-2 tháng. Ừ. Chị lấy một mắt ghép như vậy thôi, ghép vô thân. À. Một mắt ghép như vậy nè, ghép vô thân. Trong khi thời gian mà ghép là đợi nó dính không khoảng 20 ngày. Ừ. Rồi mình nuôi nó lên. Mình dưỡng cây nữa ha. Đúng rồi. Một cây hoàn thiện như vậy là ít nhất là 10 tháng. Ừ. Rồi một chậu mình bán ra thị trường thì cái giá nó tầm khoảng bao nhiêu hả chị? Khoảng 7-80 có, trăm mấy có, mấy trăm có. Tùy theo bự nhỏ hay sao? Tùy theo bự nhỏ. Dạ. Yeah. Sau khi mà lựa cây rồi đó thì nhà vườn sẽ chùm lại cái bọc gì này cô chú anh chị các bạn, chùm từ dưới lên nha. Một cây hoa giấy khoảng bề lớn là giá khoảng nhiêu hay chú? Thì bán tại đây là 80 ngàn, mà có thể dao động là Tết có thể nó lên tới vài chục ngàn. Dạ. 120, 130, 150 chừng. Năm nay chú thấy tình hình hoa giấy im không chú? Cũng ổn. Cũng ổn ha. Không bằng mấy năm trước nhưng mà cũng ổn, sống được. Dạ. Không bằng mấy năm trước nhưng mà năm nay thì giá hơi mềm chút, mà người dân thì sống cũng được chút. Dạ. Có vài tháng trước ế ẩm lắm. Dạ. Chỉ có cận Tết đây mới từ tháng nay à. Mạnh lên hơn. Thời điểm hiện tại là một cây bông giấy vậy là có giá khoảng 80 đó cô chú anh chị bạn. Nhưng mà nếu mà Tết á, hút hàng á, thì có thể lên giá. Thường mình lên hút hàng mình lên giá vài chục ngàn cây hả chú? Ngàn cây bông, chục ngàn cây. Dạ. Bông giấy còn thấy kêu bằng là nó nhiều cái loại quá ha. Nhiều loại lắm, nhiều màu sắc. Yeah. Với nhau lắm. Mà cái nào cũng đẹp riêng của nó chứ. Yeah. Nội không mà tím tím tiết, rồi tím cẩm thạch. Tím tiết. Vườn của mình thấy kiểu như là rất là đa dạng màu sắc luôn á. Cũng như mình làm vườn thì mình nhìn vô cái bông mình biết thôi. Chứ ví dụ như cái người mua, cái người thương lái sợ chưa có gành luôn nữa. Sao người lái sao gành còn vườn vườn được. Dạ. Nó phải hỏi qua chỗ vườn rồi. Dạ. Nó giống tin gì, mua thấy bông mới chứ đâu biết tin gì đâu. Hỏi qua chỗ vườn chứ sao biết được. Dạ. Ví dụ như cái tên đó là ai đặt ta, mới đầu vô là ai đặt ra? Của nước ngoài nhập về. À, nước ngoài kêu vậy cái mình kêu theo luôn. Của nước ngoài đem về không chứ giấy mình đâu có loại này, mấy loại này nước ngoài không ạ? À. Của Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia. Chứ đâu phải Việt Nam mình có con này đâu. Con này nhập từ nước ngoài vậy không ạ? Là giống là mình nhập từ nước ngoài về ha. Đúng rồi, nhưng mà ở ngoài là những cái chỗ lớn đó, mình nhập về rồi mình chia sẻ lại á. Yeah. Chứ còn mình đâu có trực tiếp là đi qua nước ngoài mua. Yeah. Nhưng mà giống cái này thì ở Việt Nam mình đâu có. Yeah. Ồ, cái cây bè chú túm cái nhìn thấy gọn khô luôn ha. Một cái mùa Tết như vậy là mình kiếm được khoảng nhiêu hả chú? Tại vì cái số lượng người làm nhiều là ít.
Chưa, tao làm nhiều lên 3-4 ngàn, nó kiếm được vài trăm, vài chục vậy thôi. Biết sao nói, tùy cái số lượng. Tùy theo số lượng cây ha. Đúng rồi, số lượng mình làm nhiều ít đó. Này cũng là tím tiết nữa nè, phải không chú? Đây tới Tết rồi, nó tấp nập lắm, là cái làng hoa xé, ô làng hoa giấy thông vô này. Dạ. Đây tới Tết rồi tấp nập, xe chạy kẹt luôn. Để đậu đậu cho nó né chút bu ơi, xe tao dữ lắm á. Đây chị gái đẩy ra thêm là cô chú anh chị qua. Đẩy xuống rồi cha. Bỏ cho nó mình cầm bọc đẩy ra luôn cái mọc đẩy. Thường là cái thương lái người ta mua là người ta lựa lựa như thế nào hả chú? Lựa là tàn lớn, tàn to, tán to. Tán to với lại dày ha. Ờ, tán to tán dày. Rồi cái ghế sao ha, cái gốc sao? Thì mỗi người cái thích khác nhau. À. Đế cũng càng tàn bự mà càng đế đẹp. À. Mỗi người đó không cần đế mà cần tán bự. À. Ở đây mình lót mấy cái này là cao su hả chú? Ừ, nó gọi là màng phủ chống cỏ. À, màng phủ chống cỏ ha. Mình lót như vậy là nó hạn chế cỏ mọc xung quanh. Đúng rồi, gọi là hạn chế cỏ. Dạ. Tím tiết rồi tím siêu bông rồi chiều tím. Trời ơi, quá thế. Nhiều luôn rồi. Con nhìn vô con không biết cái nào là nào hết trơn. Chỉ biết màu tím tím vậy thôi à. Trời ơi, nghe chú kể thôi là con không biết luôn. Rượu vang. Ôi tùm lum hết trơn hả? Độ ba mấy giống. Tím pháp, tím bướm. Đâu. Tím pháp và tím bướm nữa hả? Ừ. Pháp thì nó không có viền, bướm có viền. Bông giống nhau nhưng có viền. Bướm có viền, pháp không có viền. Đó, cái rượu vang đó. À, rượu vang phía trong ha. Ờ, có bông đỏ đó. À. Cái bông nó giống màu rượu vang á. Thì đang đặt rượu vang. Là ta đặt rượu vang. Nhưng mà cái tên giống như là dịch ra là rượu vang á. À, chú chỉ là con nhìn là biết cái màu giống màu rượu vang rồi. Nhưng mà tên nó tên tiếng Anh rồi. Tên tiếng Anh rồi hay vậy? Tên tiếng Anh. Dạ. Nhưng mà vậy dịch nó giống màu rượu vang, đặt tên rượu vang vậy kêu á. Dạ. Ở đây là qua giấy của mình là toàn bộ là đế Mỹ hết trơn hả chú? Đế Mỹ toàn bộ. Rồi cái bông ở trên là có bông Việt Nam à? Bông là bông ghép của các nước. Những cái đế là nó đặc, nó không có hở han, nó chắc nịch lại. Là đế đẹp. Rồi những cái dáng nó là nó không có xè quá, nó gọn. Rồi có người người ta không cần đế, ta chỉ cần bông tàn tán cho bự là xin chơi là người ta chịu. Không giống như những khách này nè, là ta không cần đế nè. Cái đang bán này là cả trăm cây là người ta không cần đế, ta chỉ cần bông với tàn là người ta thích. À, tàn dày với bự ha. Rồi người ta thích thôi chứ không có cần đế. Còn những người nó đế ta lựa khó lắm. Ta không cần tàn chứ nên ta lựa dùng 5-30 cây, ta lựa đi tối ngày luôn, đi theo cũng xỉu ghê lắm. À, đế thì nó có nhiều cái hình hài kiểu này kiểu kia ha. Ta là lựa tàn vậy mà nó khỏe hả chú? Tàn dày cái là lụm. Không lấy mà ông tỉ lắm, ông xách cái cây lên không lăn vòng coi thế má sao. Ủa vậy luôn hả? Ừ. Cây nó xây cây con cho lụm thế người ta mới chịu. À, đúng cái dáng này đúng dáng kia rồi đó ha. Ồ. Không phải như mua cái này đâu, không như mấy cách này ta mua với bán tàn thôi. Dạ. Vậy là
mấy ông mà lựa đế là thấy là quải chà đậu hay chú? Quải lắm, mệt lắm, mệt lắm. Sao mà ông chỉ cây sao mà ông chỉ cây thì sao hoài, hỏi cái này giá nhiêu cái kia giá nhiêu, mình sao lấy cây sao lấy cây theo cũng chết luôn. Bởi vì khi bỏ ăn thêm không? Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Ủa, bao nhiêu vậy, vài chục cây à mà đi vậy đó. Như cái vụ mình đi đi chỗ clip cái mò mò thấy cây kia hỏi cây này nhiêu. Cái xe 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 cái lắc đầu, báo giá lắc đầu. Ông chú ông chia sẻ thấy mắc cười chú. Chứ bộ đâu thấy ăn đâu, bởi vì khi chưa ăn cơm trưa cho nắng chết mẹ luôn, thấy móng người tới 1 giờ cứ bỏ ăn luôn. Uống nước không à? Là không vô. Mua được nhiêu chứ. Dạ. Chạy một chút cũng không được. Vậy hả? Ừ. Wow. Mấy người tàn ra phải vô chạy không có trọng, quan trọng là bông nhiều với lá bông cái tán nó bự bông nhiều người ta chịu à. Dạ. Còn mấy người đế khó lắm. Đế chạy chút cũng không được. Đế của mình là đế của vườn mình là cũng như là đế là của Mỹ hết hay chú? Đế Mỹ không toàn bộ dạ. Mỹ hết. Ở trên thì trên mình những cái giấy nhập từ nước ngoài về. Dạ. Rồi con cảm ơn chú đã chia sẻ nha. Dạ. Chúc cho nhà vườn của mình năm nay là thắng lợi lớn nha chú. Dạ. Lớn nhỏ năm nào cũng thắng lợi chứ không có bại, nhưng mà lớn nhỏ à. Dạ. À, có nhiều mưa đế nó vô cái hàng này nè, lựa cái đế gì nè. Những đế lại vô rồi mới đế gì nè. Đế nó đặt mà không thể dứt. Ờ à, vậy đó hả? Ờ. Ồ. Nó nè, lựa những đế quái vậy nè. Đế quái nè. Dứt được nha. À. Nhưng mà nó lựa những cái cây lắc léo rồi nó đặt chắc luôn nè. À. Ồ mấy cái vàng này là cái vàng mà đế quái đó hả chú? Ừ. Ví dụ như mấy cái chậu mà đế quái gì nè thì giá thời điểm hiện tại là khoảng nhiêu ha? 300 đến 350, 400. À, nếu mà từ đây tới Tết đó thì giá nó có dao động hay chú? Vẫn bình thường. Hả? Vẫn bình thường, nó động bình thường. Ờ à, vẫn dao động ha. Ừ. À, nếu mà Tết hút hàng quá đó thì giá nó có thể lên đó cô chú anh chị các bạn. Mà nhưng không có năm nào không lên chứ. Rồi, là năm nào cũng lên chứ hay chú? Đúng rồi. Rồi video của em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Cô chú anh chị các bạn nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Đối với cô chú anh chị các bạn chưa nhấn đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video. Em cảm ơn rất nhiều ạ.